Trung tâm đệ tử Phạm Quyết Audio Lý Nhật Hà Nam xin được mến chào tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi chiều của ngày 18 tháng 11 năm 2021, thì cũng rất hân hoan được chào đón là một em tên là Cường. Em ở Công Lý, Lý Nhân Hà Nam, và em đã đến tận cửa hàng để chọn cho gia đình nhà mình với một cấu hình trước mặt các bác là gồm 4 dòng sản phẩm các bác nhé, trị giá là 12.500.000. Sản phẩm đầu tiên thì đó là một em đẩy 2 kênh đến từ thương hiệu TG Aquatic với model là DK2.8N, đạt công suất là 700W trên một kênh, tổng 2 kênh, kênh 1, kênh 2. Đấy, và đây là hàng mới nguyên hộp, hàng chính hãng, chế độ bảo hành là được 1 năm, lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu các bác nhé. Sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ đến từ thương hiệu Lex, phải nói là quá nổi tiếng tất cả với các bác yêu âm nhạc, với model là FX9 Plus. Đấy, chưa Lex này, dập đét vào đây này, dập đét lên trên thương hiệu, dập đét vào vỏ này, và hỗ trợ đường cường quang, bắt sóng Bluetooth. Đặc biệt là có cả USB ở đây để các bác chọn những bản nhạc, các bác có thể cắm USB vào đây để nghe nhạc. Đặc biệt echo thì quá chi là ngọt ngào để các bác hát karaoke. Sản phẩm thứ ba thì đó là một cặp loa full đến từ thương hiệu B3 của Đức với bass 30 gân vàng thôi nhá. Đấy, gân vàng. Và sử dụng bằng chép kèn, đưa ra chất âm quá chi là ngọt ngào, đánh uy lực. Hát karaoke thì với không gian gia đình rơi vào tầm khoảng độ 20 đến 25 mét vuông. Và một sản phẩm cuối cùng đó là một em mic có dây dài 5 mét với model CAF B10, rất là xịn sò. Và bây giờ thì trung tâm đây, CAF đây, phải nói là rất xịn sò, dài 5 mét, đưa ra tiếng mic rất nhẹ, hát rất bay. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test một bản nhạc để các bác nghe đánh giá chất âm. Và các bác nào cũng muốn sở hữu với một cấu hình 12.500.000, đấy, giá rất vừa tiền mà tất cả những sản phẩm đều là hàng hãng xịn sò, thì alo cho bên trung tâm, bên Phạm Quyết Audio với số điện thoại là 0325004686. Nhạc lên các bác nhá. Trung tâm đang lấy nhạc E2B từ điện thoại và từ điện thoại. Chất âm phải lánh quá đi được rồi. Và bây giờ thì trung tâm sẽ hát một bản nhạc karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm chất mic. Và các bác cũng nào cũng muốn sở hữu một cấu hình, xin được nhắc lại, chỉ có là 12.500.000, thì alo và kết bạn Zalo với số điện thoại 0325 của Phạm Quyết Audio nhá, 0325004686. Vào trang cá nhân để các bác tham khảo cũng như là lựa chọn cho gia đình nhà mình những dòng sản phẩm chất lượng. Các bác hãy nhớ đăng ký và để liên tục cập nhật để mua sắm cho gia đình nhà mình với những cấu hình đã được niêm yết giá ở trên Zalo. Nhạc lên các bác nhá, nhạc lên này.
mồm lành bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tay tê xa vắng bóng về mềm đắng nào cho vơi những thương đau em đã bỏ ta rồi từ ngày em đi thành phố xưa như quên mất nụ cười từ ngày em đi mây gió gọi về những đêm trường như tan tóc điều yêu em còn nhớ những ngày xưa. Cầm tay nhau trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ mình vui suốt đêm thâu nay sáng nhỏ xa rồi chỉ còn ta thôi về với ta trên suốt nẻo trần mà đường chân ai hay cay đắng qua đây đã xa phút cầm tay các bạn phải nói là chất âm quá ok rồi với một bộ dấu hồn cao kê chỉ có 12.500.000 các bác nhé và các bạn nào cũng muốn sở hữu thì alo cho bên trung tâm bản quyền audio với số điện thoại là 0325 004 666 và cuối cùng xin được cảm ơn anh em Cường là ở Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam đã ủng hộ cho trung tâm bản quyền audio và chúc em và gia đình sức khỏe may mắn và làm ăn phát đạt và cuối cùng xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.